Hello mọi người, hôm nay nhà mình bắt đầu tưới tưới này là tưới cái gì đây? Tưới rừng rễ hả? Rừng rễ cho mai tàn. Đấy, một thùng 20 lít, một xô vậy thì một muộm ha. Cái này là cái rừng rễ humic đó mọi người, có cái bao bì mà mình bỏ rồi. Giờ còn có giờ còn có cái ở trong không à? Đấy, còn cái này là Atonit, một thùng dày mấy gói? Một gói ha. Ai chà, đặc xịt luôn ha. Cái này mấy ngày tưới một lần anh? Một tuần tưới một lần. Một gói Atonit với một muỗng humic ha, rừng rễ. Nếu mà không có cái humic kia thì mình có thể thay thế bằng cái gì? Gót hai ha. Gót hai cũng là một loài rừng rễ luôn ha. Đấy. Ủa vậy 170 cây mai thì tưới hết mấy gói? Một hộp. Một hộp luôn hả? Hơi tốn ha. 7 ngày tưới một lần. Tưới xong rồi có xịt gì không? Chút xịt sao hả? Đây, quay cho mọi người xem này, chuẩn bị đưa nước vô này. Đây là những cây mai của mình nhá. Mai của mình thì hiện tại nó phát triển cũng tương đối tốt. Cây mới lên được một cơi đọt ha. Đang trong quá trình già cơi và ra cơi thứ hai. Đây, quay xung quanh vườn luôn. Đó, thêm nước vô. Chỗ mình hôm nay có nước sông rồi, nước sông vô được tới nơi đây. Một cây dày tới nhiêu ca? Nhiều vậy hả? Một thùng về 20 lít nha mọi người. Vô tủ lấy. Nhìn màu kìa. Úi thôi. Đây mình quay cho mọi người xem ha. Tí nào anh đã tưới thì quay lại. Cái này nó lá nó bị cháy hay sao nhỉ? Có rễ yếu, nước mặn. Hôm bữa rễ bị yếu, dặm thêm một tí phân vô, một tí thôi mà cái rễ nó bay luôn này, cộng với việc nước mặn này, bộ rễ yếu ha. Đó. Một vài cây thôi mọi người, chứ đa số thì đều đẹp hết trơn. Đó, những cây này là mình bấm đọt hết rồi nè, bấm này, bấm đọt và rửa nhánh luôn. Những cái chỗ nào mà đọt nó lên nhiều quá ha, mình rịa. Cứ mỗi sáng thức dậy thì cái công việc đầu tiên đó chính là ra thăm cây mai tàn, bấm đọt, rửa nhánh cho cây. Đó, này đọt nó ra lên khá là mạnh này, cây cũng tương đối đẹp này ha. Đó. Chiều nay sau khi tưới xong thì sẽ xịt bọt trị cho cây ha. Bọt trị thì mình cũng tùy vào thời gian nhưng mà cũng 4 đến 5 ngày là xịt một lần đó. Còn tưới rừng rễ, giai đoạn này thì vì cây mai thì đang còn rễ nó mới ra, rễ non, rễ yếu. Cho nên là chưa có thêm phân đâu, chỉ có rừng rễ đó thôi. Rừng rễ với Atonit để giúp cho cây nó búng đọt, đọt lên cho mạnh. Mới, năm nay nhà mình côn nó cũng hơi sát và cây nó bắt đầu lên. Nhìn nhỏ nhỏ như thế này chơi đến cái đổ đó nó làm chừng hoa tết á, thì nó cũng lên phải tầm được 1,5 m, 2 m đó mọi người. Rồi thì lại đây là anh đang tưới để mình quay cho mọi người xem luôn ha. Anh tưới cái này xong này có xả lại bằng nước không? Mai mới xả ha, tưới vào buổi chiều ha. Mai mới xả. Đó, cây đó là cây chậu 6, 3K hả? Sao không lấy cây ca to mình tưới cho nó nhanh ta? Đó, cây đó mấy ca? 3K luôn hả? Chậu 6, nhà mình thì có hai loại chậu, một loại chậu 5, một loại chậu 6. Đây là những cây gốc to thì vô chậu 6, bên này thì gốc nó tầm trung hơn chút ha, vô chậu 5 này. Chậu 5 thì 2K,
tưới thì tưới vòng xung quanh của cái chậu ha, cho phân nó thấm cho đều. Cây ra chứ là đẹp luôn, tàn tròn. Năm nay nhà mình côn sát và dụng ý của năm nay thì xây cái tàn cho nó cũng là hình cây thông nhưng nó tròn tròn đẹp đẹp. Đó. Chiều nay anh tới xịt thuốc, là xịt thuốc gì anh? MX1 hả? MX1 là cây rau ăn lá đúng không? Với cái gì? Bọ trĩ không? Sâu nè ha, sâu với bọ trĩ. Mấy ngày xịt một lần? 4 đến 5 ngày xịt một lần ha. Đây là mai vàng Bình Lợi nha mọi người. Mình lên trên vườn ở Bình Lợi mình mua, lựa từng gốc tại vườn. Tưới này. Nói chung thì chăm sóc cây kiểng, chăm sóc mai thì quanh năm, mỗi khi mà mình mà lên chậu rồi vào trong quy trình thì phải phân thuốc đều, chăm sóc thường. Đó. Nước tưới mỗi ngày, phân thuốc thì cứ đều đặn theo cử ha. Tưới như tưới chỗ mình đây, cái này thì khi nào thì anh thêm phân được? Chưa ha. Khi nào mà cây nó lên được cây 2 đi, mạnh lên ấy, chắc tầm cũng phải 3-4 cử nữa ha. Thì lúc đó mới giảm phân vào. Nhảy cũng đẹp rồi, lá nở to nè. Lá đẹp. Nói chung thì năm nay mình làm mai thì cũng có kinh nghiệm của 2 năm trước rồi, cho nên năm nay làm cũng khá đẹp hơn mấy năm trước đó mọi người. Mấy năm trước mà mình làm nó lên toàn lá me không, cứ cơi đầu mà lá me chít chít không à. Do mình tưới nước á, mình tưới dư nước, bộ rễ yếu cho nên cây nó lên lá me xấu. Năm nay thì nói chung là cũng tạm được. Mỗi năm thì cố gắng một chút ha, để phát triển đấy. Thực ra thì năm vừa rồi tính không làm mai tàn ở đâu, nhưng mà suy đi nghĩ lại á, để làm đó mọi người. Mỗi khi mà mình đã làm cái gì thì mình phải đeo đuổi ha, đeo đuổi và tích lũy những cái kinh nghiệm cho mình. Thì về lâu về dài, thì nó mới có được đó. Ngoài những cái cây mà nói chung không có được đẹp lắm thì phần lớn trong vườn mình thì cây nào cũng đẹp, lá nở to, cây tương đối sung. Sau cái cự phân này và cái cự thuốc này thì mình nghĩ chắc tầm 1-2 tuần nữa mà mình quay cho mọi người xem thì nó là đẹp hơn rất nhiều rồi. Đấy, mọi người thấy không? Khá là ok, đi một vòng từ vườn luôn. Bên này thì có một số cây đọt nó còn yếu này, đang ra lụa này. Đó. Năm nay mình côn nó sát tàn, mình côn sâu vào. Đó. Như cây này này. Mai này là cũng 8 đến 12 cánh. Đó. Bấm này. Cái việc mà mình côn sát tàn như thế này á thì mình phải mất thời gian bấm đọt rửa nhánh, nhưng bù lại thì cái cây của mình nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Mai tàn thì nó sẽ ra bông từ cái phần mà mình những cái đọt mới này nè mọi người. Đó. Nếu như mà mình nhiều người mà côn lơi quá ha. Đó, côn mà dài quá thì nó khó chăm hơn. Với lại nó ra 1-2 cây đọt đó thì sau này bông nó ít hơn. Chứ của mình đây thì phải chăm kỹ hơn để cho cây nó ra được 4-5 cây cơ. Đó, 4-5 cây. Không biết sao. Cứ tới đâu thì tới đó tính. Đấy, lá nở to bành luôn. Bấm này, nhiều lắm. Nhìn như vậy thôi chứ 170 cây mai mà mình bấm đọt được á là phải xuyên suốt luôn. Hầu như ngày nào cũng phải dành ra một vài tiếng đồng hồ. Đa số thì là buổi sáng với là buổi chiều, những cái lúc mà trời mát á, là bấm đọt á, rửa tàn cho cây. Còn cái khoảng thời gian khác thì mình làm những cái công việc khác. Đây, này thấy cũng tương đối ổn định rồi. Khoảng cách giữa các cây thì mình để nó cũng khá rộng ha. Khá rộng như thế này đi lại phân thuốc nó dễ, và cái tàn của mình nó cũng được tròn hơn, được đẹp hơn. Đó, mọi người thấy không? Đi này, đi chỗ nào cũng vậy. Dù mình có bấm suốt thì đi ra cũng thấy đọt nhóc. Đó, đọt nhiều này. Như cái này là nó là lên cây 2 đây này. Đó, một số đọt non thì mình có thể tự bấm, còn những cái đọt mà nó già mình dùng cái kéo mình tỉa.
Rồi, video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye.